Quý khán giả đang đến với chương trình tin tức tổng hợp buổi tối của đài IBC được phát hình trên các băng tần 57.19 tại miền Nam, 16.12 tại miền Bắc California, 27.7 tại Houston, Texas trên Galaxy 19 cũng như trên mạng điện toán IBCTV.us. Phụ trách phần tin tức tổng hợp hôm nay, sứ ngôn viên Trang Lương và Thuyết Nha xin trân trọng kính chào. Vâng, và kính thưa quý vị, trước khi đi vào bản tin chi tiết ngày hôm nay, chúng ta hãy điểm qua một số những nội dung đáng chú ý như sau. Thủ tướng Canada Trudeau đã lên án bạo lực sau vụ xả súng ở trường học Do Thái. Bộ trưởng Brazil tức giận trước tuyên bố của Israel về vụ tấn công Hezbollah bị thất bại. Ngoại trưởng và Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ hội đàm với đối tác Ấn Độ về Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương. Tổng thống Biden cho biết là Hoa Kỳ đã đặt mục tiêu có ít nhất là 150 xe tải viện trợ hàng ngày cho Gaza. Trung Quốc kêu gọi hợp tác sau khi Australia công bố hiệp định mới với Tuvalu. Kính thưa quý vị, phần tin đầu tiên chi tiết ngày hôm nay sẽ do sứ ngôn viên Tuyết Nha trình bày. Xin mời quý vị hãy cùng đón xem. Thủ tướng Canada ông Trudeau lên án bạo lực sau vụ xả súng tại trường học Do Thái. Thủ tướng Canada Justin Trudeau đã lên án tình trạng bạo lực gần đây sau khi những vụ nổ súng xảy ra tại hai trường học Do Thái ở Montreal trong đêm và những cuộc đụng độ giữa các sinh viên tại một trường đại học cùng thành phố vào cuối ngày thứ Tư. Cảnh sát cho biết họ đang điều tra vụ xả súng trong đêm tại trường học Do Thái ở Montreal này. Truyền thông đưa tin cả hai trường đều tìm thấy lỗ đạn trước cửa vào ngày thứ Năm. Không có người bị thương và không rõ liệu những việc này có liên quan tới nhau hay không. Được biết, một cuộc xung đột bạo lực tại Đại học Concordia giữa những người liên kết với phe đối lập trong xung đột tại Israel và Gaza đã dẫn tới thương tích và một vụ bắt giữ một ngày trước đó. Thị trưởng Montreal Valerie Plante phát biểu trong cuộc họp báo, thành phố sẽ không chấp nhận những hành động này và sẽ điều tra những sự kiện bạo lực và thù hận. Bộ trưởng Brazil tức giận trước tuyên bố của Israel về vụ tấn công Hezbollah bị thất bại. Bộ trưởng Tư pháp Brazil Flavio Dino hôm thứ Năm đã chỉ trích mạnh mẽ Israel sau khi cơ quan tình báo Mossad của nước này cho biết là họ đã giúp ngăn chặn một cuộc tấn công của nhóm chiến binh Hồi giáo Hezbollah và các mục tiêu Do Thái ở Brazil. Ông Dino đang phản ứng trước một tuyên bố hết sức bất thường được công bố hôm thứ Tư. Trong đó, thì cơ quan Mossad của Israel đã cảm ơn cảnh sát Brazil và nói rằng trong bối cảnh cuộc chiến ở Gaza, Hezbollah đang tiếp tục tấn công các mục tiêu của Israel, Do Thái và phương Tây. Trước đó, thì vào thứ Tư, cảnh sát liên bang Brazil đã bắt giữ hai người giấu tên vì tội khủng bố và thực hiện 11 lệnh khám xét và thu giữ tài sản. Dino không phủ nhận rõ ràng bất kỳ chi tiết nào trong tuyên bố của Israel, nhưng dường như tức giận hơn bởi thời điểm, giọng điệu và mối liên hệ mà nó đưa ra với cuộc chiến hiện tại ở Gaza. Chính phủ Israel đã không trả lời ngay lập tức yêu cầu bình luận. Hezbollah là một nhóm được Iran hậu thuẫn ở Lebanon, chưa thể đưa ra bình luận ngay lập tức. Chính phủ Iran cũng không thể. Claudia Lauterbach, chủ tịch của Liên đoàn Israel của Brazil cho biết là các vụ bắt giữ đã được thực hiện một cách hiệu quả và tình hình tạo ra một kịch bản đáng lo ngại, không thường thấy ở Brazil. Ngoại trưởng và Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ hội đàm với đối tác Ấn Độ về Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương. Viên chức nội các hàng đầu Ấn Độ và Hoa Kỳ hội đàm vào thứ Sáu nhấn mạnh sự cần thiết tăng cường hơn nữa bàn giao hai nước nhằm đối phó với những thách thức địa chính trị toàn cầu. Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken, Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin cùng với những người đồng cấp Ấn Độ là Ngoại trưởng Subramaniam Jaishankar và Bộ trưởng Quốc phòng là Rajnath Singh đã cùng đến và đứng trước giới truyền thông trước khi lần lượt phát biểu khai mạc đối thoại 2+2 thường niên. Theo các viên chức cho biết, cuộc đàm phán vào thứ Sáu hôm nay với mục đích tăng cường hợp tác quốc phòng, điều chỉnh mục tiêu chính sách hai nước trong khu vực. Hai quốc gia từng đối lập trong chiến tranh lạnh đang thực hiện những thỏa thuận mang tính bước ngoặt, bao gồm việc Hoa Kỳ cung cấp sản xuất động cơ cho máy bay chiến đấu của Ấn Độ, cung cấp máy bay không người lái săn mồi MQ-9 và hợp tác sản xuất chất bán dẫn. Hai nước cũng sẽ thảo luận về mối lo ngại chung của họ với Trung Quốc vài ngày trước khi tổ chức cuộc gặp dự trù giữa Tổng thống Biden và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vào tuần tới, bên lề Hội nghị Thượng đỉnh Hợp tác Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương sẽ được tổ chức tại San Francisco.
Tổng thống Joe Biden cho biết Hoa Kỳ đặt mục tiêu của ít nhất là 150 xe tải viện trợ hàng ngày cho Gaza. Tổng thống Joe Biden hôm thứ Năm cho biết là các hoạt động quân sự tạm dừng ở Gaza đã tiếp nhằm mục đích tiếp nhận tới 150 xe tải viện trợ hàng ngày nhằm tăng cường cung cấp thực phẩm, nước và thuốc men vào khu vực. Trong một loạt bài đăng trên X trước đây là Twitter, thì ông Biden cho biết là Hoa Kỳ đang tập trung vào việc tăng cường cung cấp và hỗ trợ nhân đạo. Ông Biden cho biết là Israel đưa ra quyết định của riêng mình và họ phải phân biệt giữa những kẻ khủng bố và dân thường. Tòa Bạch Ốc hôm thứ Năm cho biết là Israel đã đồng ý tạm dừng các hoạt động quân sự ở các khu vực phía bắc Gaza trong 4 giờ mỗi ngày, nhưng không có dấu hiệu nào cho thấy là cuộc giao tranh đã giết chết hàng ngàn người và gây lãng phí cho vùng đất ven biển. Phát ngôn viên an ninh quốc gia Tòa Bạch Ốc là John Kirby cho biết việc tạm dừng cho phép mọi người chạy trốn dọc theo hai hành lang nhân đạo và có thể được sử dụng để giải phóng con tin là những bước đi quan trọng đầu tiên, nhưng Thủ tướng Israel là Benjamin Netanyahu cho rằng bất kỳ sự tạm dừng nào cũng sẽ bị phân tán và không có xác nhận chính thức nào về kế hoạch tạm dừng định kỳ. Trung Quốc đã kêu gọi hợp tác sau khi Australia công bố hiệp định mới với Tuvalu. Bộ Ngoại giao Trung Quốc thứ Sáu vừa qua kêu gọi tất cả các nước phải hợp tác sau khi Australia công bố bảo đảm an ninh cho quốc gia Tuvalu thuộc quần đảo Thái Bình Dương, nhằm đối phó với hành động gây hứng quân sự bảo vệ quốc gia này khỏi biến đổi khí hậu, thúc đẩy di cư trong một hiệp ước chống lại ảnh hưởng của Trung Quốc tại Thái Bình Dương. Theo hiệp ước được Thủ tướng Anthony Albanese Australia và người đồng cấp của Tuvalu là Kausia Natano công bố vào thứ Sáu, Australia xem xét thỏa thuận an ninh của Tuvalu với những nước khác. Phát biểu trong cuộc họp báo thường kỳ, phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân đã nói, Trung Quốc hy vọng tất cả các nước sẽ làm việc cùng nhau tăng cường tình hữu nghị, hợp tác với các quốc đảo Thái Bình Dương. Mặc dù Australia có những thỏa thuận quốc phòng với quốc gia quần đảo Thái Bình Dương khác trong khu vực, nơi mà Trung Quốc gần đây đã ký hiệp ước an ninh với quần đảo Solomon và vẫn đang tìm cách mở rộng bàn giao chính sách với những dự án cơ sở hạ tầng, thì hiệp ước Tuvalu còn đi xa hơn nhiều trong việc định vị Australia là đối tác an ninh chính của quốc gia này. Vâng, và kính thưa quý vị, sau đây sẽ là phần bảo trợ thương mại. Tuyết Nha và Trang Lương sẽ quay trở lại với quý vị với những tin tức vừa được cập nhật, như niềm vui và nước mắt khi cha của cầu thủ Colombia Luis Diaz trở về nhà, cũng như những tin tức về trong cộng đồng hay tin tức Việt Nam. Xin mời quý vị hãy tiếp tục đón xem.